chào khán thính giả của Việt Vision. Hôm nay lính xe tăng cùng với vợ chồng Diều San tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đón em Quốc Dũng từ mảnh đất cực nam của Tổ quốc lên thăm. Trước hết là thăm Lăng Bác, thăm Đền Hùng, và hôm nay Quốc Dũng có mặt tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đấy. Nơi mà có con sông Hồng chảy vào nước Việt. Vâng, xin mời Quốc Dũng, xin chào khán giả của Việt Vision. Và người ngồi cạnh Quốc Dũng là cô Diệu San. Diệu San đi. À, bên cạnh Diệu San là phu quân của Diệu San, là một người cùng với Diệu San, sát cánh với Diệu San trên con đường chống cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Vâng, xin chào khán giả của Vision. Hôm nay trong các hội luận bàn tròn để bàn về cái cuộc biểu tình không thành công của các bè lũ chống cực đoan ở hải ngoại Tân Thái, Benny Trương và Rosa Đào vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Chủ đề hôm nay là chủ đề là chống phản động và chống bao que. Vậy xin cô Diệu San cho biết ý kiến là cái cuộc mà gây rối bạo động vào ngày 4 tháng 9 vừa qua do thế lực thù địch ở nước ngoài chúng hô hào nhân dân tổng biểu tình, mà chúng đã đạt được mục đích gì? Xin mời cô Diệu San. Trước đến giờ lịch sử đã chứng minh là cái ý chí của người Việt Nam là rất là kiên cường và không sợ bất cứ một kẻ thù nào cũng có thể là đánh thắng được. Thì ở đây những cái người Việt Nam sống ở nước ngoài có những cái tâm địa không tốt với quê hương, kêu gọi người dân, xúi dục người dân xuống đường biểu tình để nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lật đổ đảng cộng sản, thì cái âm mưu đó đã bị thất bại hoàn toàn. Lực lượng an ninh của Việt Nam rất là giỏi. Từ khi mà biết được các cái âm mưu của cái thế lực thù địch ở bên ngoài có âm mưu kêu gọi người dân biểu tình, kêu gọi những cái người dân mà thiếu hiểu biết và những cái phần tử mà bất đồng chính kiến ở trong nước biểu tình, thì an ninh Việt Nam đã nắm rất là tốt tình hình. Và từ ngày 28 tháng 8 năm 2018 đến ngày hôm qua là ngày 4 tháng 9 năm 2018, bắt được rất là nhiều các cái thành phần, mà thứ nhất là kêu gọi biểu tình, thứ hai là tham gia biểu tình trái phép với cái mục đích không tốt, và đập tan cái âm mưu xuyên tạc và cái âm mưu đen tối. Vâng, thưa cô Diệu San, qua những cuộc nói chuyện thì chúng tôi biết rằng là cô rất bức xúc những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại như chính phủ của Đào Minh Quân và chính phủ của nhà tiên sư Trần Dần. Vậy xin cô có cảm nhận thế nào về những cái thành phần đã bị nhân dân ta đánh đuổi 43 năm về trước, chạy tụt quần và đu càng sang Mỹ, mà chúng còn quay lại, chúng thành lập những cái chính phủ tại bên đất nước Mỹ để chống lại nhân dân Việt Nam? Như Đào Minh Quân là một quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chạy sang bên nước Mỹ từ những cái thập niên trước, sang Mỹ cũng khá lâu rồi. Và năm 1990, ông ta thời đó rất là trẻ và sức thanh niên rất là
cường tráng. Cái thời trẻ ông ta cũng khi mà mới thành lập Việt Nam một quốc gia chính phủ lâm thời, cái ngày đấy ông ta còn rất trai trẻ, còn không làm gì được, đất nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn bây giờ ông ta đã tóc đã bạc rồi, trí tuệ cũng đã kém đi rất là nhiều. Những cái người mà gọi là tuổi già sức yếu rồi thì cứ ngồi đấy để đợi những cái quân, cái đệ của ông ấy về Việt Nam mà xa lưới pháp luật Việt Nam và phải trả giá. Và những cái trường hợp mà tay chân của đóng quân dại dột mà đã bước chân về Việt Nam để chống phá thì bị bắt rất là nhiều. Ví dụ vừa rồi là bà Anh Chô Phan, thì ông ta cũng không có một cái trách nhiệm hết, ông ta không có một cái trách nhiệm của ông ta khổ tay. Mà những cái người ở bên Mỹ bây giờ cũng tìm ông ta để nhau. Ông ta phải có cái trách nhiệm với cái những người mà đã giúp việc chúng ta nhưng mà ông ta chối, và ông ta cũng không có trách nhiệm gì kể cả về tinh thần và vật chất. Tức là một cái người lãnh đạo rất là vô trách nhiệm. Chị chúng ta cứ vô tư, chúng ta có bức xúc gì với những cái thành phần trong cuộc công đoàn hải ngoại và những phần dân của trong nước, chúng ta vô tư trên chủ đề và là chủ đề vô biên. Đấy, tôi mời các anh cứ thể hiện. Tôi xin có ý kiến trước ạ. Việt Nam thì đã thống nhất cách đây 43 năm rồi, nhưng tại sao bây giờ vẫn còn có những cái con người là con của Việt Nam, là con dân của Việt Nam đi sang các nước như là Mỹ, nước Pháp, nước Úc, Canada, tại sao sang bên đấy không yên ổn cái cuộc sống ở bên đấy đi? Nếu mà các người bảo là bên đấy tự do này, sung sướng hạnh phúc, các người cứ hưởng đi, được hưởng tự do sung sướng hạnh phúc ở bên đấy đi, tại sao mà các người vẫn còn rõ mỏ về Việt Nam làm gì? Về Việt Nam làm gì? Là vì tôi nghĩ rằng cuộc sống bên đấy đâu không có như mọi người nói đâu. Chỉ cái tự do hạnh phúc là chỉ đến với những cái người ta chịu khó làm ăn, người ta sống lương thiện thì được cái tự do, và người ta hạnh phúc, người ta sống buông xả, người ta sống vinh tha thì người ta có hạnh phúc thôi. Và những cái người hạnh phúc đó thì ta cũng không đi quảng cáo để cho mọi người thiệt hại đâu. Còn những cái con người mà cứ nhòm ngó về quê hương xong rồi có những cái tư tưởng chống phá đất nước là những cái con người, thứ nhất ở bên hải ngoại thì tôi thấy là có như là Tân Thái, Bên Thị Trương, Đô Si Đào, Mô Miang Sa Nguyễn, gần đây thì có một số như là Bích Trang vân vân, nhiều lắm, cả bên Úc nữa tôi cũng không tiện kể ra đây, nhưng mà tôi cũng nắm không hết. Là những cái người mà cái hầu như là không có công ăn việc làm, ăn cái trợ cấp xã hội. Hai nữa là cái người mà không có gặp được may mắn trong cuộc sống, người ta sinh ra bất mãn với bản thân, bất mãn với xã hội, xong người ta nghĩ ra những cái trò mà nó chẳng đâu có đâu, và người ta lại mắc một cái bệnh, đó là cái bệnh ảo tưởng. Nó là thần kinh hoang tưởng. Thần kinh hoang tưởng thì đúng rồi. Ngon. Mắc cái bệnh hoang tưởng mà người ta kêu gọi, người ta nghĩ rằng là sẽ làm gì quấy rối được Việt Nam, lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam. Nghĩ là sẽ lật được Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên là người ta mới mất công ngày đêm live stream kêu gọi như là Tân Thái, Ben Thị Trường ấy, gần đây là một ngày hai kỳ, mỗi kỳ là 4 tiếng, là hai thời, 4 tiếng. Mà một ngày người ta có 24 tiếng mà đến 8 tiếng live stream kêu gọi rồi làm một cái việc rất là
mất công vô ích nhỉ. Đấy, kêu gọi, kêu gọi để được gì? Là kêu gọi những ai là ở bên Việt Nam này, những cái thành phần mà nghe Tân Thái, bên Đi Trương và những cái thành phần chống cộng ở bên nước ngoài ấy, là những thành phần tôi tổng kết lại, có danh sách và tôi đúc kết lại nhé. Một là cái những cái kẻ mà hay ăn làm biếng là thứ nhất, thứ hai là ăn nhiều làm ít, năng lực chỉ có làm được một tháng 5-7 triệu thôi, nhưng mà thích đánh bạc, thích ăn chơi tháng hết vài chục triệu cơ. Đấy là cái kẻ là hay ăn làm ít ăn nhiều. Thứ ba là cái kẻ mà ít được học, không học nên họ không hiểu được những cái giá trị của dân tộc, giá trị của tự do, giá trị của độc lập là gì. Vâng, thưa cô Diệu San, nghe giọng nói cô rất là bức xúc với những cái chính phủ của Đào Minh Quân. Và chính Đào Minh Quân ấy, trước khi ở Việt Nam thì ông ta chỉ là một người thiếu úy quèn thôi. Và khi ông ta sang Mỹ, ông ta cũng không làm được cái gì cả. Ông ta thành lập ra cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để suốt ngày để mà chống đối lại quê hương đất nước. Và ông ta không đưa ra được một cái đường lối phát triển đất nước nó như thế nào. Thế vậy thì theo ý kiến của cô, liệu một người đã xa đất nước 3-40 năm còn hiểu gì văn hóa Việt Nam hay không, để về lãnh đạo đất nước người dân Việt Nam hay không ạ? Tôi cho rằng là cái tên Đào Minh Quân này là một cái tên là bị bệnh ảo tưởng rất là nặng, hoang tưởng, ảo tưởng sức mạnh. Bây giờ Việt Nam đã phát triển hơn so với những cái ngày mà đầu mới thống nhất đất nước, đã phát triển hơn là rất là nhiều. Một cái bức tranh Việt Nam bây giờ thay đổi toàn diện về mọi mặt, về kinh tế, chính trị, cơ sở vật chất, rồi là kể cả cái bộ máy đã hoàn thiện, dần dần đã hoàn thiện tất cả. Và một cái tên ảo tưởng sức mạnh đấy, hắn không hiểu là hắn có những cái suy nghĩ như thế nào, hắn đánh giá cái năng lực của hắn ra làm sao mà hắn lại nghĩ là hắn lật đổ được Đảng Cộng sản. Một cái cọng lông của Đảng Cộng sản hắn còn không làm gì được, không làm dụng được một cái cọng lông của Đảng Cộng sản nhá. Cứ ngồi đấy, còn tôi và còn mọi người ở đấy thì hãy xem những cái lời tôi nói. Vâng, ngồi bên cạnh của cô Diệu San là anh Nguyễn Bảo, là phu quân của cô Diệu San và người luôn sát cánh cùng cô Diệu San trên con đường chống cái luận điệu xuyên tạc của các kẻ thù. Vậy xin anh Nguyễn Bảo cho khán giả của Việt Vision biết được về cái đường lối đấu tranh của một chống cộng cực đoan hải ngoại có mang lại lợi ích gì quê hương đất nước hay không, và anh có gì bức xúc với cái chính phủ mà lưu vong ở tại hải ngoại luôn luôn lúc nào cũng muốn chống đối lại quê hương đất nước, phá vỡ sự bình yên của đất nước hay không? Xin chào tất cả các khán giả của Việt Vision. Tôi cũng xin một lời chia sẻ cùng với mọi người. Thì tôi là một công đội công dân của Việt Nam, tôi luôn luôn ủng hộ Việt Nam. Cho nên là tôi kịch liệt là phản đối, mặc dù là rất là căm ghét kẻ phản xuất lưu vong đang sống ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn nhòm ngó và quấy phá đất nước quê hương. Chính vì thế đó mà gia đình và chúng tôi cùng với tất cả những người công dân Việt Nam, những người công dân yêu nước của Việt Nam, là luôn luôn cười ba chắc đánh bên nhau để cùng nhau gìn giữ bảo vệ quê hương đất nước, còn sẽ đập tan một âm mưu và các âm mưu xấu xa của các thế lực thù địch ở nước ngoài đang sống lưu vong nước ngoài. Chúng tôi cũng nói với các bạn một điều này, thế lực của nước ngoài của tổng thống Đào Minh Quân thì nó chỉ làm quân hàng giấy, nó mãi mãi không bao giờ làm được
một cái việc gì, chưa làm một việc gì cho quê hương nước mà chúng chỉ nhăm nhẹ để làm cho quê hương nước chúng ta, chúng chỉ mong muốn quê hương nước chúng ta nghèo đi và khó khăn hơn. Nhưng thực ra của nó, những cái điều mà các cũng càng mong thì chúng ta làm ngược lại, chúng ta càng ngày càng phồn vinh, phát triển và có vị trí và có uy tín trên toàn thế giới, và cũng đã được rất nhiều các quốc gia tin tưởng và các doanh nghiệp lớn của thế giới đang đầu tư vào để cùng phát triển về đất nước. Đất nước chúng tôi đang thay cha đổi thịt, đất nước chúng tôi hàng ngày đang có những cái sự tiến bộ vượt bậc so với những cái nước của năm trước, thì chúng tôi đã làm rất nhiều lớn, đó là dù mà ai mang lại, đấy là do là đảng cộng sản đã làm được những cái việc mà từ trước đến nay chưa ai làm được. Thì chính vì lẽ đó thì nhân dân cả nước chúng tôi rất là tin tưởng vào thế vận của đảng cộng sản, để chúng tôi luôn luôn bảo vệ và hết mình cho đảng cộng sản cùng, và chúng tôi sống và cùng với đảng cộng sản và làm những cái việc gì có thể là tốt nhất để bảo vệ chế độ sau chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh Bảo. Và cái luận điệu của cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại, chúng luôn luôn xuyên tạc là Việt Nam bán nước cho Tàu. Vậy thì anh chị hiện nay đang sống tại mảnh đất Lào Cai, nơi có sông Hồng chảy vào đất Việt. Vậy anh chị cho biết là hiện nay Trung Quốc đã tiến đến đâu rồi, và cái luận điệu của chúng có chính xác hay không? Tôi thật là lực cười bởi vì cái luận điệu xuyên tạc một cách trơ tráo của cái thế lực thù địch. Chúng đầu độc vào những cái vào đầu của những cái người mà nhẹ dạ cả tin ở nước ngoài, và thậm chí của một số thành phần ở trong nước tin vào những cái lời của nó, của chúng nó nói Việt Nam bán cho Trung Quốc để được cái gì? Việt Nam tại sao phải bán cho Trung Quốc? Chúng ta đang là một cái nước là độc lập, tự chủ, có chủ quyền, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bây giờ nước Việt Nam đã hoàn thành được cái việc mà đóng cột mốc trên tất cả các cái phần về đất liền đối với Trung Quốc mà từ lâu rồi cơ. Và nếu về nói về những cái luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch của nước ngoài, cái nói là Việt Nam bán nước, chúng tôi, vợ chồng tôi và những người dân đang sống ở Lào Cai, chúng tôi cảm thấy đấy là một cái điều rất là nực cười. Chúng ta bây giờ đang sống, chúng tôi sống rất là bình yên và chúng tôi đang sống rất thoải mái và rất là hạnh phúc. Chúng tôi cứ xin nói với tất cả những người bà con trong nước và nước ngoài hiểu rất nhiều ranh giới của đất liền. Chúng ta đã cắm hoàn thành cột mốc điểm cao nhất đấy ở núi Vô, cách thành phố Lào Cai gần 100 km, là chúng ta đã cắm và xây cột mốc rất là lớn. Ở đó là nó đã bảo vệ và khẳng định thế là chủ quyền Việt Nam bất chi bất dịch, và chúng ta đã cắm một loạt các cột mốc từ khắp biên giới của toàn bộ Lào Cai cũng như các tỉnh phía Bắc. Cho nên là nếu như các thế lực của nước ngoài nói là chúng ta bán, chúng ta chẳng có chuyện gì, chúng ta cũng chẳng bán cho ai cả, vì chúng ta là người Việt Nam thì giữ như ông cha tôi nói, dù một lần một tất đất của ông cha cũng phải giữ cho đến cùng. Chúng tôi là những người dân ở miền núi phía Bắc, chúng tôi quyết bảo vệ đến cùng những gì ông cha để lại. Cho nên là chúng tôi khẳng định điều đó với tất cả cộng đồng bà con ở trong nước và nước ngoài. Yên tâm một điều là chúng ta xây dựng quê hương, khẳng định một điều là xây dựng quê hương đất nước chúng ta, và chúng tôi là người dân biên giới, chúng tôi luôn luôn gìn giữ bảo vệ biên cương của Tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ để bất kỳ thế lực thù địch nào trong nước và ngoài nước có thể làm thay đổi ý chí của thực thuần của con người Việt Nam. Và chúng tôi là những người sống ở giáp biên, cho nên là chúng tôi khẳng định một điều là đất Việt Nam vẫn mãi mãi ở Việt Nam, Trung Quốc không bao giờ có thể là dù tất đất cũng không thể là chúng tôi có thể là lấy mất. Vâng, thì anh chị rất là bức xúc với cái luận điệu xuyên tạc về thế lực thù địch ở ngoại bang, mà chủ yếu là cái thế lực của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa.
cái chế độ mà đã bị nhân dân ta đánh đuổi 43 năm về trước. Thế vậy xin anh chị có những lời gì nhắn gửi tới những người Việt Nam ở hải ngoại mà không lúc nào xây dựng với đất nước, mà luôn luôn chống đất nước như thành phần Lê Anh Trương, Tân Thái, Rô Xe Đào và chính phủ của Đào Minh Quân và Trần Dần hay không ạ? Tôi xin nhắn gửi những cái lời từ trong tâm khảm của tôi, từ tâm của một người con dân yêu nước, là trước kia lịch sử để lại là có Việt Nam, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và bên này là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy là lịch sử đã khép lại cách đây 43 năm rồi. Và hiện nay đất nước cũng đang phát triển về mọi mặt. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện nhân dân Việt Nam và cũng có cái nhìn nhân văn, nhân bản và đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải, hòa hợp dân tộc. Thì tôi cũng kêu gọi những cái người Việt Kiều ở nước ngoài hãy về với dân tộc, về với quê hương của mình bằng cái tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc, hãy về theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng chọn cái hình thức, một cái phương án là đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn là chọn cái con đường đối đầu đó gây ra tổn thương rất nhiều đối với những người mà đối đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là các bạn biết rồi, rất là nhiều người của bên làm giúp việc cho Việt Nam chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân về Việt Nam đã bị bắt và bị tù rất là nhiều năm. Tính cuộc đời con người không được bao nhiêu mà bị tù đến 15, 12, 14 năm, một cái quãng thời gian quá là dài đối với cuộc đời của con người ấy. Nên mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ cần cái phong trào yêu nước, những cái anh em cờ đỏ đã đập tan mọi âm mưu của và các cái thế lực thù địch kêu gọi tổng biểu tình. Tổng biểu tình đâu không biết, nhưng mà những cái người mà theo cái lời kêu gọi của những cái người bên nước ngoài ấy, thì so với cái tỷ lệ người dân là rất là ít. Chắc là tôi nghĩ gọi là khấu hao trừ đi 1.000 người cũng không đến. Chứ còn ở Việt Nam là 90 triệu dân, kể cả là một nửa cái số đấy là người ta gọi là những cái người trung gian mà người ta không quan tâm đến chính trị đi. Còn một nửa là vốn khoảng tầm hơn 45 triệu người nó sẽ sẵn sàng là đập tan mọi cái âm mưu chống lại đối với Đảng, đối với nhà nước. Nên là tôi rất mong các cô chú bác anh chị em có muốn về xây dựng quê hương Việt Nam thì về hãy về theo cái con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc. Điều đó là rất là nhân văn. Vâng, anh Nguyên Bảo, anh có cái nhắn gửi tới những cái người Việt kiều hải ngoại không ạ? Vâng. Thay mặt cho những người dân Việt Nam, xin có những lời gửi nhắn gửi tất cả đồng bào hải ngoại, nhất là những đồng bào yêu nước. Các bạn có dịp đã về Việt Nam mà các bạn chưa được về Việt Nam, các bạn phải nên lắng nghe, ra chiều và nhìn thẳng chân thật. Đấy là những cái mà Đảng quê hương nước chúng ta đã làm được, do Đảng Cộng sản làm nên làm được. Thì các bạn ở nước ngoài, các bạn chỉ nghe một chiều, các bạn chưa thể nhìn nhận ra cái điều đó. Thì tôi cũng khuyên các bạn, nếu có dịp, cứ nên về quê hương đất nước để thăm quê hương đất nước đã thay đổi rất nhiều. Và các bạn cũng đừng lên nghe những phản động của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Chính vì các bạn chỉ nghe một chiều như thế, nên các bạn cũng phải quê hương đất nước chúng ta là rất là khổ và không có chủ quyền tự do, rồi không có của mình cả. Và luôn luôn đòi hỏi là đa nguyên đa đảng. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên nhìn thẳng vào sự thật, đấy là quê hương chúng ta đã thành rất nhiều do Đảng làm nên.
và cũng mong các bạn từ hải ngoại cũng biết lắng nghe, biết chất đọc những cái gì đúng, cái gì sai. Nên các bạn, chúng tôi không muốn phải, chúng tôi không thể nói là tẩy não các bạn được, nhưng chúng tôi muốn nói là các bạn là con người, các bạn có những cái sai lầm đúng, đánh giá đúng, nghiêm trọng của thế giới cũng như của Việt Nam. Những tổng thống Donald Trump ở sang Việt Nam và ông cũng khẳng định rằng Việt Nam là một đất nước đang phát triển và cũng có quyền bình đẳng tự do. Ông Donald Trump nên cũng không đề cập đến vấn đề tự do ở Việt Nam vì ông thấy như thế đã là có tự do rồi. Cho nên là các bạn đừng nghe như thế này, người ta xuyên tạc những điều không sáng tất cả Việt Nam của nước Việt Nam thì các bạn đã đi sai đường. Cũng như bọn tôi vừa nói là các bạn nên trở về quê hương, đi theo con đường hòa giải dân tộc. Các bạn đối đầu với Đảng Cộng sản, các bạn đối đầu là Đảng Cộng sản không cấp cho các bạn mang đá chặt chân, các bạn chỉ làm tổn thương chính các bạn và các bạn nên mở rộng tầm nhìn ra khỏi lòng ra để quay trở về xây dựng quê hương. Và tất nhiên các bạn trở về quê hương thì chúng tôi vẫn ra tay đón và mời các bạn. Và các bạn không trở về quê hương nước, 90 năm triệu dân chúng tôi đã phát triển và đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, chúng tôi khẳng định. Cho nên là tôi muốn là các bạn nên hình ảnh thì nói cho gia đình chim của các tổ con người phải có quê hương nước. Những ai không quê hương thì không thể lớn nổi thành người. Các bạn dù ở nước ngoài các bạn cũng như thế nào chăng nữa thì các bạn vẫn chỉ là những người ăn nhờ ở đậu sống như vong. Các bạn không có quê hương, khi các bạn đã đánh mất quê hương thì các bạn mất rất nhiều, các bạn mất rất nhiều thứ. Còn cho các bạn cũng chắc không bao giờ nhìn được ra vấn đề đó, thì chính các bạn là những người còn đang sống và nên đưa con cái trở về quê hương để người ta biết đấy là người con lạc cháu hồng. Vâng, cảm ơn sự của anh và chồng anh chị Nguyễn Bảo và của Diệu San. Xin cảm ơn các bạn. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người